Mẹ tìm gì à? Mẹ tìm gì đấy à? Cái điện thoại của mẹ. Thế phải có cầm đi không nhỉ? Để con gọi xem nào. Sức hết cả. Alo ạ. Alo, Phương à? Anh Hiếu. Hả? Mẹ bỏ quên ở nhà. À, bà ngoại không nhớ là để điện thoại đâu, nên là mẹ phải gọi xem. Con học bài xong chưa? Mẹ biết là con mệt. Nhưng mà con có biết là điểm kiểm tra vừa rồi của con kém lắm không? Mà đã kém ấy thì phải cố gắng để đạt kết quả tốt. Bù cho bài kiểm tra vừa rồi. Con nghe chưa? Con tập trung học bài cho mẹ. Cấp 3 mà không vào được trường tốt ấy, đừng có nghĩ đến chuyện học đại học. Vâng ạ. Cô vẫn chứng nào thật đấy nhỉ? Lúc nào tạo áp lực cho con. Cô mà như thế, thế Phương bị stress đấy. Tì mệt. Bao là đi. Con nhấc chân lên cho bác nhờ tí nào. Con học ấy thì con vào phòng chị Trang ngồi cho nó yên tĩnh. Ở ngoài này cho bác dọn dẹp sạch sẽ cho bà nhá. Vào đi. Phương. Bác bảo này, con tập trung học thì tốt, nhưng mà bác nghĩ người lớn nói thì con cũng phải trả lời một câu chứ. Đi nhá, không có thì mẹ mắng khổ thân. Nhưng mà thỉnh thoảng để ý nhà cửa cho bác với nhá. Bác về đây. Mẹ dành bao công sức cho con, mẹ dành cả thời gian công việc của mẹ để lo lắng chăm sóc cho con. Thế mà cuối cùng con trả ơn mẹ như thế đấy hả Phương? Con có biết là mẹ nghe cô nói mà mẹ xấu hổ vô cùng, mẹ không biết giấu mặt đi đâu. Con có biết là điểm kiểm tra vừa rồi của em kém lắm không? Mà đã kém thì phải cố gắng để đạt kết quả tốt, bù cho bài kiểm tra vừa rồi. Con nghe chưa?
Chị ơi, em Phương đang ở bên phòng chị đấy. Mà em gọi mãi, chả thấy trả lời gì hết. Ừ nhỉ, nãy quên mất. Chắc đi học về mệt mỏi quá ngủ quên đi mất. Đừng có gọi để cho em ngủ nhá. Vâng ạ, thế con đi tắm đi ạ. Phong ở đây với bà nhá. Vâng. Em bảo đi mua cháo cho mẹ. Đi cháo đâu? Em gặp cô Thuận ngoài ngõ. Cô khăng khăng nói là mua cho mẹ nên... Thế cũng được. Mẹ bảo cái Trang nó cắm cơm rồi. Có khi cả nhà với mẹ con cái Thuận ở đây ăn cơm. Thức ăn mẹ làm sẵn rồi. Chỉ việc hâm nóng là xong thôi mà. Ôi mẹ ơi, mẹ bây giờ cần nghỉ ngơi. Cái chuyện ăn uống và cái mặc bọn con. Ăn ở bên này rồi mẹ lại nấu nấu nướng nướng đi lại mà chân cẳng thế này. Mẹ ơi, con xin phép mẹ con đưa cháu Phong sang ông bà ngoại. Hôm nay bên đấy lại có hẹn với em cơm à? Hẹn với bên đấy ăn mà sao chả thấy nói gì với anh? Em nhiều việc quá nên em quên chưa nói với anh. Thì thôi con đi đi, sang xem cơm nước như thế nào. Dạ, con xin phép mẹ. Anh ở đây với mẹ nhá. Tôi cái gì? Sao cô bà ung như là gà mắc tóc thế? Nhìn thẳng vào mắt tôi đi này. Anh trả lời tôi. Anh chưa lì dị, đúng không? Tôi xin lỗi. Tôi là thằng đàn ông không ra gì. Tôi không cần biết anh là cái gì. Trả lời tôi, đúng không? Em đi ra đây, bình tĩnh, thấy không? Bình tĩnh, trong đấy còn có mẹ cơ mà. Anh ơi, tại sao lại ra nông nỗi này ạ? Từ bé, em đã là người khó tính rồi. Cái gì muốn người khác phải theo ý mình. Nhưng cái Phương nó khác, nó phải được lớn lên một cách tự nhiên theo đúng độ tuổi của nó. Dạy dỗ không có nghĩa là ép buộc. Nó phải được trưởng thành một cách tự nhiên. Nó phải vui vẻ cho nó mới học tốt được chứ. Cái Phương nó là đứa con duy nhất của em. 10 năm qua, nó là nguồn sống của em.